5 seconds remaining. Điểm qua về tình hình số điểm của bạn đấu thì đứng nhất bảng A đó là Evo siêu nhất với 6 chiến thắng và 2 thua, và cùng số điểm với nhau là OG, Alliance và TNC Radiant teams đều có 5 chiến thắng và 3 thua. Và các team còn lại là Win Gaming, LCD đang đứng ở vị trí thứ năm thứ sáu là có 4 chiến thắng và 4 thua, và đứng thứ 7 là Navi với 2 chiến thắng và 6 thua. Đứng cuối cùng là Escape Gaming, 1 chiến thắng và 7 thua. 5 seconds remaining. Nếu mà như vị trí hiện tại thì 4 team được vào danh thắng đó là EG, OG, Alliance và TNC. Wow, rất bất ngờ từ team TNC. Dire team's turn to pick. Và ta thấy là Navi là Navi trong cái giải TI đi đang thể hiện một bộ mặt không hề tốt một tí nào. Radiant teams turn to ban. Đây là Alliance pick cho mình Ormazai và IO, và Win Gaming lựa chọn Mirana và Oracle. Nghĩ là cần phải ban vào Huska, một cái con hero bị rất nhiều fan nè vì cái độ bá và khó chịu của mình. Dire team's turn to ban của Bulldog rồi. Ormazai, IO. Vâng, anh vẫn còn sống khỏe ở đây mà em. 5 seconds remaining. Anh vẫn còn sống khỏe ở đây, sẵn sàng quẩy hết đêm nay cùng với mọi người. Ban đi bao tiền to rồi. Cuộc AO là hero hầu như mà team nào gặp ở LAN cũng phải ban đầu tiên. 5 seconds remaining. Bây giờ đây là Win Gaming quyết định lựa chọn ban đi Keep Up The Line và Round để nhả AO cho ở LAN. Liệu đây có phải là một quyết định hay khi mà ECM cầm hero này cũng như là Best of the World rồi. Anh cũng sắp ngủ rồi. Hơn là ai biết thì anh vẫn thức và anh vẫn cast. Cast chừng nào anh không thức nổi nữa thôi. Dire team's turn to ban. Ban đi risk to back. Còn ban Huska, The Win Gaming Big Huska sẽ là rất khó cho Lion. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Cũng khá là ngủ rồi. Chắc anh cast xong lượt trận qua 2 này và anh cũng phải nghỉ ngơi rồi. Và nếu vậy là hẹn mọi người ở game đấu cuối cùng. Đấy.
là ban đi hết ca. Ủa tại sao Alan rất mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ? Có Beastmaster thì đồng ý game mình. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Sự là anh ngủ mới vừa anh vừa mới ngủ dậy đó tay tơ cho mình đó. Có tay tơ và nếu game đấu này mình đó cứ spam cái tàu thả ngựa là sẽ thua, tương truyền là như vậy. Có slug rồi. Dire team's turn to pick. Left. Decided. 5 seconds remaining. Reserve time. Sven stands ready. Radiant team ban. Vâng, đúng là cường đã cất ngay con gà bay rồi. 5 seconds remaining. Dire team ban. Có Seven cho Loda. Và bộ đôi IO sẽ là IO Seven. Có ai chỉ mình cách đọc tên của các thành viên bên kia mình không ạ? Shadow, còn thanh niên mà tiếng Trung Quốc này tên đọc là gì nhờ? Pháp Bình, ai sai? Dire team's turn to pick. Vậy là bạn Ricky. Hình như là trong game đấu với Oshi ngày hôm qua, Lion bị con Ricky này làm khổ rất nhiều. 10 seconds remaining. Giờ đã quyết định bạn Ricky rồi. 5 seconds remaining. Bạn Ricky đã của ít 4. Xem ít 4 pick cho mình hero gì đây. Storm đó Spirit. Là Storm Spirit dành cho Radiant team's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Không lẽ đọc Blink cái thanh niên đọc là Vick, thanh niên này không phải đọc là Vicky chứ không phải là Phép Bình nè. Đấy. Còn chưa Y quyền nữa. Y quyền Y. Đọc chiếc đọc tiếng Việt nghe khá là thốn. Sao đau học thế nhờ? Phải nói là mình tham mình cực kỳ chuẩn.
Game đấu với Ale là Navi kết thúc sớm, lật tất chùm mình ngủ vầy, chùm mình ngủ ngay. Wow, Nick Assassin cho nên không rồi. Thật sự quán rồi. Mình vừa từng nói Nick Assassin cho Dandy. Dandy đâu ra vậy trời? Không thể tin được. Đẹp qua lại up. Rồi phía Queen Gaming đó là Mirana cầm ở Berlin Dimit. Y quyền Y đó. Oracle Beastmaster sẽ là support. Rồi bởi Isai Shadow cầm Slug đánh carry, Fabian cầm Nick Assassin điểm man. Về phía Alliance đó là Ogmasai cầm bởi Aki. 10 seconds remaining. EO của ECM, Bulldog cầm Titan, 5 seconds remaining. Seven by Loda và cuối cùng Storm Spirit của Xbox. Và chúng ta sẽ đến với những diễn biến của game đấu. Và chắc là các bạn nữa, đây là trận đấu bo 2 giữa Queen Gaming và Alliance trong khuôn khổ vòng group stage của The International 2016, với vòng game lập tức đã có power từ phía Aki rồi. Item bump và the fuck đã có disconnect từ phía của Aki. Có reconnect trở lại từ phía Ogmasai. Game đấu sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi. Good trận theo fan. Game đấu chính thức bắt đầu. Ok. Lee Cam đi nào. Tôi tin đi OD Pixel này làm cái gì vậy? Làm cái đồng... À, bây giờ mới tỉnh táo Lee Cam đây. Nếu mà xét tình hình điểm của bảng đấu thì sau 4 trận Player disconnected. Đâu phải cách không nhiều nhưng mà phải nói là rất là khó. Rất là khó cho Navi để có thể lên được cái danh thắng vì số điểm hiện tại của Navi mới có 2 điểm thôi. Và số điểm lên danh thắng là 5, cách tới 3 điểm. Ba điểm không thể nào là các team có cơ hội là giành vị trí của TNC và win rất khó. Tập trung qua game đấu đây nè. Đây có stick là rất sớm. Sẽ là Rubik dành cho Tom Brick và Freshman là người ăn luôn ở trên top này. Ông Masai lấy điểm slow vừa đầu tiên để hai sắc quyết định đấu trip lane từ phía Alliance. Mình vẫn còn hơi bị xỉn xỉn xe ke thì phải. Có gì đó nó quán quán. Ê, slow là Happen. Bulldog sẽ đi trên top tối đầu với cả Shadow cầm Slug. Là một hero tay ngắn nên tồn tại này có thể bậy được. Đang chạy vào Bulldog. Có trỏ lại nhưng cũng còn khá là trâu. Đây đã chủ động có 20 go, vậy là cắn mình nó to lên rồi. Denied. Thì slow lại vào bò linh hỗ trợ cho X4 ở những giai đoạn đầu này. Ai sai em chỉ là hai chữ ai thôi. Ai sai đều pham rừng từ những level đầu tiên luôn. Aki cũng đã lên trên top này rồi, nghĩa là ở lên kia lên 212 sẽ là ổn vì khi mà đi đều các lên đều được. EGM sử dụng đá bi rồi. Hazard vào đầu của phép bình nên không còn nhiều máu.
này. Cái tiếng từ cái con ông ra cũng khá là hay. Hai thanh niên chia nhau nói chuyện. Đót đi rất tự tin đấm vào đầu lắc mông đấm hay là vẫy tay nè. Đúng là hồi nãy mình không nên ngủ thì tốt hơn. Nếu mà mình không ngủ thì bây giờ mình sẽ tỉnh táo hơn rồi. Buổi chiều là mình đang vọc vạch cái bàn viêm cơ này. Và bấm một hồi cái đèn của viêm cơ nó tắt liệm luôn. À mở lên rồi. Vâng. Viêm này có hiệu ứng đèn lướt sóng khá là đẹp. Được đấy, được đấy, được đấy, kiểu này được. Đây, chỉ xem vọc vạch chút xíu nữa nè. Thôi, xem mình trở đây chỗ này. ECM đang có RDP và đứng đây KS được XP cũng như Isai. Isai còn đỡ máu nhưng mà không có ai nữa thì rất khó ECM có thể làm được cái gì. Bulldog bị trói lại rồi. Có 2 điểm và đá bi. First Blood. Có tên đấu First Blood của Bulldog. Hey Pro vào ECM. What the fuck. ECM vừa tính làm điều gì thế này. À tính mở cho mình cái đá bi nhưng mà rất không may là không biết Splatter có level 6 rồi. 2-0 cho Queen Gaming. ECM mà lại tiếp lên các kẹo nút đam từ phía Oracle. Nhưng mà S4 đang quay lại. Có heal mau lướt lên S4. Một nắm tay phải là ăn được mạng của Miranda. Cao tờ gắn hiệu quả. Tiếp tục tên vào đầu Anover từ phía của Aki. Double kill cho S4. Khá là thơm kèo. Có cái hiệu ứng gì khác không? Màu mèo tí. Ở đây một màu mà không chơi. Đúng rồi, phải lướt một. Đã là 2D rồi. Đối với double kill gần 4 thì có mua cho mình gì Chris. Mình không bỏ phim cơ nữa. Đây có tình huống bắt vào.
mở giáp cài lên, tập tin vào đầu của Luna, ro vào đầu của ECM từ phía ICSI. ECM sẽ lên bảng điểm số và đầu xin lô rất nhiều từ con đệ của Beastmaster. Giờ đây Luna gặp khó khăn rồi, sắp vào đầu ICSI, Shadow đã xuất hiện. Thôi bye bye Luna, một tin tiếp tục phép mình. Hai mạng của là nằm xuống. Thế là đứng đầu là thích thì đài, bây giờ là Beastmaster 48 là thích. Rất là tuyệt vời. Dire's bottom tower needs some help. Let's 4 tiếp tục tham. Còn kéo đến trước rồi. Shadow ở đây, vậy sẽ là đứng lên này. Và đó, Dire's bottom tower is being chipped away. Hey, slow lại vào vị trí có sân từ Loda đá mệt luôn từ cái Bulldog. Quyết tâm chạy khói ăn bạn cho bằng được, khóa tay Loda lại nhưng mà Bulldog vẫn còn đó. Tay này cầm kiếm khá nhìn khá là bền nè. Đây muốn bắt vào vị trí của Phép Đen ít bốn không còn nhiều máu nữa, liên tục những tình huống đá bi vào. Aki đang ở đây, Aki khá là trâu với tám giác của mình, một sập tinh. Rồi rồi rồi, Aki sẽ mất mạng ở đây thôi. Nắm tay cuối cùng của Miranda. Loda sẽ đổi lên một phần chùm top này. Cái chuẩn network rồi, đứng đầu là Beastmaster. Đứng thứ hai là Starbridge của S4. Và đây có mở dập cây ở rô và các kiểu S4 bye S4-6-3 trợ quyền. Con nick đang tỏ ra khá là hiệu quả ở đây. Một tin một đúng rồi nè, S4 gần như ngửa luôn. Ở đây bốn đó, rô vào đầu xong sẽ là nhảy trở lại, cố gắng vẫy tay làm gì nữa. Kill the tree dành cho ai sai. Rất xanh từ một con Beastmaster đến vị trí support. Quyền, lối chơi của Quyền đang tỏ ra hiệu quả hơn nhiều. Búp kêu vào trụ để tăng tốc đánh nè. Fortify được gọi lên, cái trụ nhìn to Verklor. Nhưng mà cái trụ to vậy thôi cũng sẽ nằm. Lực boost của Quyền là quá lớn. Cả ba thành viên đứng top network bây giờ đều nguyên game bình nữa. Oni không hề nhẹ về mặt lối chơi. Đây Loda không còn nhiều máu. Tiếp tục farm thôi, Loda có cho mình Amlet rồi. Sau cái Amlet mình nghĩ là sẽ là một cái Angel Sabre và sau đó Blink. Đó là lối chơi, lối build ai tập quen thuộc của Loda. Phepman đang có COMP. Rồi, vào trong rồi, vào trong rồi. Thôi Loda ơi. Storm đó rồi, tôi nghe tiếng lóc từ Storm. Phải là Storm lao lên kịp thời. Mở giáp ngay Phepman còn hiệu ứng EV của cái Moonlight Shadow. X4 đang chạc bố tô, Shadow đang lao lên. Vậy là sẽ là X4 một stun nhưng né khá là nhạy cảm từ phía của X4. Vậy là Alliance sẽ lùi về được trong tình huống này. Radiant's bottom tower is under attack. Someone better help Dire's middle tower. Mirana có bon booster. Đó còn tiếp tục farm thôi. And, một layer farm theo hướng farm rất nhiều. Có hình như có hai mảnh. Nếu đường tiền này đủ hai mảnh của hơn hai mảnh của cái mechanism rồi. Happen tiếp tục NV ở thấy được Loda. Isai đang lao ra. Isai có ro. Một đấm một sập tên đúng mà nè. Bây giờ là ro thôi. Bye bye Loda. Hú giáp lên các kiểu, tắt bọt em lép, quay lại stun vào vị trí Isai. Nhưng hai con đệ slow khá chịu. Tiếp tục tắt bọt em lép được kìa. À Bulldog đã ra rồi. Vậy vào đầu của Happen này có slow chặn
tên lại, Redocket nha, mang Ấn Độ tới đây. Vậy là Ấn 4 lậu xong ông, đó là mang cho ECM. Đây là lô đà xử lý khá tốt với những tình huống bỏ update của mình. Tôi vừa tính bàn ngang về cái vấn đề tuổi tác của Luna, tiếp tục là Storm đứt lên. Mà Luna có clip của mình thì Storm rất khó bắt. Sai, có trói lại Luna, Raw vào đầu ECM, Shadow sẽ build down với em. Còn một mình Luna ở đây thì làm sao? À, cố gắng bắt tắt bằng Oblast cũng khá trâu đây. Tên lại bằng Rip. Đấy, Luna xử lý tên bằng Rip, tên còn Slug trong lúc bỏ Shadow đen. Dire's bottom tower is being chipped away. Nhưng mà không đủ, vậy là kèo 10 kill cho Alliance. Bức rè là gì? Nghĩa là nếu mà cắt lâu dài bên đây, mình đang nghĩ tới chuyện là mua một cái tai nghe khác. Tai nghe sử dụng jack 3.5 vì cái ổ USB ở bên đây cái main có vấn đề, cái main, cái cổng USB của cái dàn máy này có vấn đề. Lâu lâu nó xảy ra hiện tượng rò rỉ. Bulldog vẫn chưa có tình huống đánh nhau combat nào ngoài cái sử dụng rá vẹt để lẩu vào người của Oracle. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. Mình vừa nhắc là không có sentry từ phía Alliance, nhưng mà giờ đây có hai quả sentry. Tiếp tục tình huống scan ra. Đi vào khu rực scan đây rồi. Vậy là không thấy ai thì chắc chắn đoán biết được có Nick Assassin ở đây. Từ đâu stay in the tree. Bulldog này invade. Liệu rằng này sẽ mang tới bất ngờ ra. Nhưng mà các thành viên của Queen thì đang boost vào cái trụ viết này. Phần bên tay sẽ là thi boost thôi. Nhưng mà đây là đổi một cái trụ 1 lấy một cái trụ 2. Như sao cũng cố gắng lấy thôi. Đã có gậy xanh cho Mirena phút thứ 15. Đam view ra sẽ là không được ở đây, tên bò ít bố không chính xác. Nhưng mà dính vào Bulldog. Đây, tình huống ra bên Relocate mang Luna xuống đây. Họ có đành sen, ra bên nổ ra, mang dành cho Ormanzai. Nhưng mà Storm cũng đã chết rồi, không có sentry. À, có sentry rồi, thấy được Shadow đang ở đây. Mở Shadow đen lên, lẩu sau bàn Ormanzai. Ro vào đầu của Luna. Bulldog cố gắng quậy nhưng chắc chắn sẽ bỏ Luna lại mà thôi. Kill lên Tree, double kill dành cho Shadow. Ba mạng của Alain nằm xuống đăng ký mọi người. Bulldog một tên nhưng không đủ rèn. Có slow lại, Shadow đang lao lên. Nút đam từ Oracle, có trả lời nữa ở đây. Bulldog cố gắng tay lè về nhưng rất khó. Triple kill dành cho Shadow. Có chút gì đó on in từ phía Queen Gaming. Đây tiếp tục boost, Queen đang thể hiện sức mạnh không hề tồi thế nào. Dire's bottom tower always did get short shrift. Radiant's top tower deserves just as much help as bottom. Là con Nick đang tỏ ra rất khó chịu và hiệu quả trong cái lối chơi của Queen Gaming.
Thì so sai thấy được EGM rồi, tính solo kill đó kìa, Oro lao rồi. Luna chắc chắn sẽ bỏ EGM mà không thể nào làm gì khác được. Đã là 10.000 network ngày phút thứ 16. Như vậy cho win rồi. Đây là một con số rất lớn. Đây là đấu rất xanh rồi. Người cầm kia Aegis đó chính là Piranha của Blink. Vậy thôi, khi với cái gậy xanh ở tầm phút này thì Piranha mới là hero có khả năng đưa được nhiều đam nhất. Đây là bò to của Piranha mới Network. Cố gắng theo sát kịp là Expo nhưng mà cũng còn khoảng cách là không hề nhỏ đâu. Expo này có 4.000 tiền của chiếc lệnh chưa này. À, đã bước vào Booster. Sẽ là một cái Bloodstone. Thêm một chút xăng nữa, Expo có thể chạy. Nhưng mà bên game mình đã vô boost vào cái trụ này rồi. Thì là vẫn còn đây khá xa. Vậy là thi boost từ cả hai bên vẫn chưa có tình huống đánh nhau. Bulldog 1.500 tiền đang tính Blink. Còn Talon rồi nhưng cancel Talon từ phía của Pippin. Rồi sẽ không có hết 4 của tình huống này. Bulldog Talon về bị trói lại. Luna bút giáp lên các tiểu. Có tin vào con bút này. Ro vào đầu của Luna. Ra Việt được tung ra. Chúng ba thành viên đây. Luna view Ike sẽ là người chết đầu tiên. Io cũng đã chết trước đó rồi. Phải đó là pha cancel Talon rất hay. Ít 4 không thể về được. Phải là một rắc cho Win Gaming. Lối chơi rất hay và quyết đoán của Win. Alan không thể chống đỡ được. Nghĩ là sẽ game đấu thứ nhất kết thúc sớm cho sẽ là chiến thắng sớm cho Win mà thôi. Owning rất nhiều. Dire's bottom tower is being chipped away. Rồi, nát rồi. Là không thể đánh nhau được rồi. Ta thấy là những lượt bức cao to. Odin về cơ quyền ban bức. Anh hưởng đến cần đấu như thế nào. Có Storm đấy, nhưng mà ở đây là một con Big Assassin. Đã có GG từ phía Loda rồi. GG rất sớm. Và mới phút 19 thôi. Game đấu đầu tiên diễn ra rất nhanh chóng, 19 phút nghiêng về cho The Win Gaming. Các bạn đừng đi đâu cả, chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát để đến với game đấu thứ 2.